Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình hãy góp nhận 20 top cần có ký hiệu là CS Swap. Đây từ trên trang CoinMarketCap nha các bạn. Thì token này là của token Code Swap. Token của sàn nha các bạn. Thì chương trình hãy góp này nó chỉ dành cho 10.000 winner các bạn, rất là nhiều luôn. Nếu mà bạn nào làm airdrop này mà không về thì các bạn là đủ xui luôn đó các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click cho phần link mô tả, các bạn cần phải có một cái tài khoản trên trang CoinMarketCap các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào phần link sự kiện của mình, các bạn nhấp vào ba bên gạch cùng nè, các bạn login vào các bạn. Sau khi các bạn login vào xong thì các bạn bấm vào show airdrop nè. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn bấm vào app to wallet nha các bạn. Rồi, follow CoinMarketCap này mình đã follow rồi nè. Các bạn nào chưa follow thì vào follow nha các bạn. Tiếp tục mình follow dán code swap. Trên dán nó thì các bạn follow được các bạn, theo dõi nè. Ở đây nó chưa kêu mình like và tweet thì mình đừng có like và tweet nha các bạn. Mình bị mắc lừa cái này hoài. Rồi tiếp tục mình follow tờ Twitter của nó nên Facebook thì mình đã thích rồi. Đây coi xuống đây. Like nữa. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Tiếp tục follow của MarketCap nữa nè. Mình chỉ kiểm tra đây thôi các bạn. Rồi các bạn chưa follow thì follow các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn join hết ba kênh Telegram của nó nè. Rồi mình đã join rồi một kênh, join kênh tiếp kênh thứ hai các bạn. Quá trời máy lót nặng. Rồi các bạn join xong các bạn, hiện tại có 8.337 member rồi. Nếu mà bạn nào mà về dự án này chắc kiếm được khoảng 2 đô mấy 3 đô rồi các bạn. 2 đô mấy 3 đô nhưng mà để sau này thì không biết được nha các bạn. Rồi bạn join sao nha các bạn. Rồi sau khi bạn join vào thì các bạn nhấp vào ba kênh cùng nè. Vào setting nè. Copy username Telegram mình chỗ này nè. Và cộng anh 3 số 1, 3 số 2. Các bạn dán vào username Telegram dưới đây nè các bạn. Và cộng anh 3 số 1, 3 số 2 nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ pin bi sợ match trên bet20 trên chocolate của tất cả các bạn nha. Dòng thứ hai thì các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nè. Dòng thứ ba thì các bạn điền là username Facebook của tất cả các bạn nè. Thì mình hướng dẫn các bạn lấy username Facebook luôn nha các bạn. Các bạn nhấp vào Facebook nè. Đâu ta? Facebook nè các bạn. Rồi, sau đó các bạn nhấp vào cái ảnh avatar của mình nè. Các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè các bạn. Rồi các bạn sao chép cái username mình là cái đuôi này nè các bạn. Các bạn nhớ tạo username Facebook cho mình nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn thêm mã cộng đầu tiên nè. Rồi các bạn bấm show này góp thôi. Rồi bắt chấp nhận điều khoản đó chứ. Rồi các bạn show này góp. Nếu mà mình hướng dẫn các bạn, rồi các bạn lướt sang ấy. Mình hướng dẫn các bạn gì mà các bạn làm được nữa thì mình bó tay luôn. Mình không biết hướng dẫn sao luôn. Rồi bạn xác minh các bạn. Chọn tất cả hình ảnh của đèn giao thông đây nữa nè. Rồi vậy là xong ngay tất cả các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình hãy góp nhận 20 top cần code swap đến đây em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.